McLaren P1 Spider vừa được ra mắt tại Goodwood Festival of Speed 2022, chỉ có 5 chiếc được sản xuất trên toàn cầu, giá bán chưa được công bố. Gần một thập kỷ kể từ khi được ra mắt, McLaren P1 chưa từng có phiên bản mui trần. Tại Goodwood Festival of Speed 2022, sự chú ý đổ dồn về mẫu McLaren P1 Spider bản mui trần. Siêu xe này chính thức có phiên bản cạnh tranh trực tiếp với những Ferrari LaFerrari Aperta hay Porsche 918 Spider. Tuy nhiên, mẫu Hypercar mui trần này không phải do chính McLaren Laren chế tạo. Đây là sản phẩm của Lan Giang, một hãng chuyên nâng cấp hoặc phục hồi siêu xe tại Anh Quốc. Lan Giang cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc biến những chiếc xe đua của McLaren Laren thành siêu xe hợp pháp trên đường. Chỉ có 5 chiếc McLaren Laren P1 Spider được sản xuất trên toàn cầu. Chiếc đầu tiên đang được trưng bày tại lễ hội tốc độ Goodwood 2022. Siêu xe này sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay. Lan Giang đã làm việc cùng với Powerhouse. Nhà thiết kế ban đầu của McLaren P1 để tạo ra phiên bản mui trần của siêu xe này, Powhao đã giúp Lan Giang giải quyết những trở ngại về mặt kỹ thuật khi tháo dỡ mui của chiếc P1 Coupe. Thiết kế có một số tinh chỉnh, một đường dập đổi chạy từ nắp capo lên cột A, vòng ra phía sau người lái và bao quát thân xe. Điều này tạo ra một vây hướng gió thổi luồng khí vào khoang động cơ và sau đó chạy ngược xuống sau đuôi. Các chi tiết bằng sợi carbon cũng khiến chiếc xe trông đẹp hơn. Nhà thiết kế Pau Hào cho biết. Việc tháo bỏ phần mui trên McLaren P1 cũng không hề dễ dàng. Mọi thứ liên kết với mui xe đều được sửa đổi, bao gồm cửa xe, nắp động cơ. Nửa dưới khung xe cũng đã được thiết kế lại, các cửa gió được thay mới. McLaren P1 Spider vẫn được trang bị động cơ V83.8 lít tăng áp kép, kết hợp với motor điện, cho tổng công suất 903 mã lực và mô men xoắn 900 Nm. Nội thất xe nổi bật với ghế được bọc lại bằng da có độ bền cao, không bị ảnh hưởng bởi mưa và nắng gắt. Những nâng cấp khác trong cabin gồm các chi tiết ốp bằng sợi carbon sa tanh. Đáng chú ý, mỗi chiếc McLaren P1 Spider sẽ được tạo ra từ một chiếc P1 của nhà tài trợ. Giá bán của siêu xe này chưa được công bố cụ thể, nhưng chắc chắn nó sẽ ở mức hàng triệu đô la Mỹ. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé, đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn